sao lại xinh như thiên thần. Anh là trai miền Tây còn gọi là thanh niên chuyên cần. Mỗi khi đi bên em anh thấy tim anh phấn chấn. Anh không muốn rời xa baby, anh muốn thường xuyên gần. Hãy để anh đến đón hay đợi anh trước hiên nhà. Trên con xe Honda cứ như đang lướt thiên hà. Một tình yêu đơn giản như Shinobito. Đưa em đi từ Sài Gòn qua Tokyo. Có lẽ anh không bao giờ quên.